đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà bất ngờ gặp sự cố tại Miss World Việt Nam 2022. Người và trang phục đường ai nấy đi. Sau khi làm nên lịch sử với top 13 Miss World 2021, nhan sắc và thần thái của Hoa hậu Đỗ Thị Hà ngày càng xinh đẹp, kiều diễm và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Và nhân vật sáng nhất thảm đỏ đêm thi người đẹp thời trang Việt Nam Beauty Fashion Fest trong khuôn khổ Miss World Việt Nam 2022 cũng chính là Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Nàng hậu của chúng ta diện đầm đen cúp ngực, điểm xuyến chi tiết nơ to bản phía sau lưng. Thiết kế đầm ôm sát dáng đuôi cá, tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng nhan sắc yêu kiều của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. So với thời điểm mới đăng quang, sắc vóc của Đỗ Thị Hà đúng là lột xác vượt bậc. Thế nhưng không phải hình ảnh của Hoa hậu Đỗ Thị Hà lúc nào cũng hoàn hảo 100%. Trước khoảnh khắc thảm đỏ tạo dáng bên siêu xe, nàng hậu của chúng ta từng gặp phải sự cố khiến chính chủ phải đứng hình mất vài giây. Vừa bước xuống xe, chiếc nơ to bản đính kết phía sau đã vội đường ai nấy đi. Đỗ Thị Hà đứng hình vì chiếc nơ bỗng dừng phản chủ ngay trước ống kính máy quay. Ngay sau đó cô phải nhờ ekip chỉnh lại trang phục giúp mình, rồi mới bắt đầu tạo dáng trên thảm đỏ. Cuối cùng chúng ta được ngắm nhìn một Đỗ Thị Hà gợi cảm, quyến rũ lộng lẫy nhất nhì thảm đỏ ngày hôm nay. Sau sự cố đứng hình, nàng hậu của chúng ta vẫn tự tin thể hiện thần thái trên sàn catwalk. Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe dáng trong một thiết kế đầm hoa ngọt ngào của nhà thiết kế Tùng Vũ. Công chúng như ná thở, ngắm nhìn nhan sắc và mọi bước di chuyển của Đỗ Thị Hà. Nhan sắc của Đỗ Thị Hà hút trọn ống kính máy quay. Ngay từ những bước đi đầu tiên, nàng hậu đã khiến tất cả lu mờ trước nụ cười rạng rỡ và thần thái kiêu sa của mình. Chỉ sau một thời gian ngắn, Đỗ Thị Hà đã có màn lột xác khiến tất cả netizen từng chỉ mũi rìa vào cô cũng phải mềm lòng. Giờ đây ai nấy đều say đắm trước nhan sắc và thần thái của top 13 Miss World 2021 Đỗ Thị Hà. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cần mọi góc quay khi trình diễn trên sân khấu. Máy quay có thể chất lượng thấp, nhưng nhan sắc, thần thái và màn trình diễn xuất thần của Đỗ Thị Hà luôn hoàn hảo đến mức tuyệt đối. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.